Bộ Công Thương cho biết thời gian gần đây thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, giá năng lượng bị đẩy lên mức rất cao. Trong nước, hạn hán kéo dài khiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm trước, ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện. Đồng thời, thời tiết nắng nóng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao. Bộ Công Thương kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tăng cường thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô.